không ngờ á là ba tôi tuyệt vọng đến vậy. Tôi bỏ nhà đi bụi mà ba tôi cũng không thèm kiếm tôi. Ở đó mà còn đi du lịch với gì Hiền. Dùng từ sai rồi, tuyệt tình mới đúng á. Bộ ông nghĩ á, bỏ nhà đi bụi là thành tích á hả? Giận tím người. Buông ra coi, giận tôi đi đâu vậy? Ê, bỏ lên, nhảy lên. Đi đâu vậy? Hả? À, bỏ ra coi. Vô mày. Bỏ mày bắt tôi đi đâu vậy? Ui, mày. Ê, Trương. Ê, bỏ ra, buông ra. Tụi nó chỉ có 6 người à? Anh làm liền được. Đó là anh nhìn thấy thôi. Lỡ trong đó nhiều hơn thì sao? Rồi lỡ tụi nó có hung khí thì sao? Hiền là sẽ an toàn mà ra không vậy? Thằng Trường con anh nó đang gặp nguy hiểm ở trong đó. Em biết rồi, nhưng mà anh bình tĩnh đã. Mình đã xác định được địa điểm rồi, mình báo công an đi. Cô ra đi. Thả tôi ra đi bà. Thả ra. Thả tôi ra đây. Thả ra đi. Quá. Thả ra. Thả đi mà. Thả đi. Thả ra đi. Không thả tôi báo công an á. Mẹ đây canh tụi nó nha. Tao ra ngoài giải quyết nỗi buồn chút. Nhanh nha mày. Ừ. Ê, thả ra đi nè. Thả ra coi. Buông ra coi. Bỏ ra. Bỏ ra coi. Buông ra. Chạy đi con. Thả cho con. Chạy nhanh đi. Điện. Đập nó. Chú. Cởi lên.